với Kính Lúc TV. Nhân ngày cuối tuần, admin chúc cho tất cả các bạn sẽ có một khoảng thời gian thật tuyệt vời bên những người yêu và gia đình của mình nhé. Các bạn thân mến, trên thế giới này có rất nhiều những loài động vật săn mồi. Mình nghĩ rằng là các bạn mới chỉ biết đến một số loài điển hình thôi đúng không? Và trong video ngày hôm nay thì admin sẽ giới thiệu đến bạn hẳn 9 loài động vật săn mồi nguy hiểm và đáng sợ nhất trên thế giới. Các bạn hãy theo dõi video và bình chọn cho loài động vật mà bạn cảm thấy là đáng sợ và khủng khiếp nhất nhé. Các bạn cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh và ấn nút chuông để giúp cho admin đạt 100.000 sub nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với video của ngày hôm nay. 9. Dòng Komodo. Dòng Komodo là loài thằn lằn sống lớn nhất trên trái đất. Một con rồng Komodo phát triển kích thước đầy đủ sẽ có chiều dài 3 mét và nặng tới 160 kg. Rồng Komodo sống trong các khu rừng khô nhiệt đới và thảo nguyên trong năm quần đảo Indonesia, Rinca, Kilimochang, Flores và Pada. Rồng Komodo không có kẻ thù trong môi trường sống. Động vật ăn thịt này ăn bất kỳ loại thịt nào, bao gồm những loại thịt đã thối rữa, trâu, lợn, hươu và ngay cả con người. Rồng Komodo giết chết con mồi bằng chân mạnh mẽ và hàm răng sắc nhọn. Nước bọt của nó chứa vi khuẩn độc hại. Vì vậy, ngay cả khi thoát khỏi miệng của rồng Komodo, con mồi sẽ chết trong vòng 24 giờ do nhiễm trùng máu. 8. Báo tuyết. Những con báo tuyết sống trong vùng núi cao Trung Á. Nó được biết đến với bộ lông dày, màu xám và cực đẹp. Bộ lông của những con báo tuyết cung cấp sự cân bằng nhiệt độ hoàn hảo trong tất cả các mùa. Cơ thể của nó cũng được điều chỉnh để sống trên những sườn núi dốc khắc nghiệt. Trên một bước nhảy vọt duy nhất, nó có thể nhảy qua một khoảng cách 15 mét. Bàn chân rộng của báo tuyết phủ đầy lông, vì vậy nó có thể dễ dàng đi bộ trên những con đường phủ tuyết. Báo tuyết không có kẻ thù trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Nó có thể giết chết các loài động vật có kích thước to lớn hơn chúng. Thức ăn của loài báo tuyết bao gồm cừu xanh Himalaya và cừu Agali. Báo tuyết là loài động vật sống đơn độc, nghĩa là nó chỉ sống bên cạnh đồng loại trong mùa giao phối. Báo tuyết hầu hết hoạt động săn mồi vào lúc bình minh và hoàng hôn. 7. Cá sấu nước mặn. Cá sấu nước mặn là lớn nhất trong tất cả các loài bò sát sống trên trái đất. Nó có thể tăng trưởng chiều dài từ 3 mét và 5 mét, nặng tới 1.000 kg. Cá sấu nước mặn sống ở sông, hồ, đầm lầy và đầm lầy ở miền Bắc Australia, Papua New Guinea, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Ấn Độ. Các loài cá sấu nước mặn là những tay bơi lội tốt, có thể sống tốt trong đại dương và sông ngòi. Loài này có màng chân và chiếc đuôi dài hỗ trợ trong việc bơi lội. Nó cũng có bộ hàm dài và rất khỏe. Cá sấu nước mặn có thể lặn dưới sông, đầm lầy trong một thời gian dài vì mắt và lỗ mũi của cá sấu nước mặn được đặt trên đỉnh đầu. Cá sấu nước mặn là những kẻ săn mồi chi phối hoàn toàn môi trường sống. Nó ẩn nấp bên dưới bề mặt nước ở ven hồ và sông ngòi. Khi con mồi đến gần, nó sẽ thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ với bộ hàm khỏe và giết chết con mồi vô cùng nhanh chóng. Cá sấu nước mặn ăn nhiều các loại thức ăn như cá, trâu nước, chó hoang, khỉ, heo rừng và các loài chim. 6. Đại bàng vàng. Đại bàng vàng là loài chim lớn nhất ở Bắc Mỹ. Nó được tìm thấy trong núi, đồi, vách đá và rừng lá kim trên khắp lục địa. Một con chim đại bàng vàng trưởng thành có chiều dài từ 0,6 m tới 1 m và nặng tới 7 kg. Với đôi cánh rộng, đại bàng lượn trên bầu trời cao. Nó cũng có thể bay xuống nhanh từ độ cao lớn. Trong khi bay xà xuống như vậy, đại bàng có thể đạt tốc độ lên tới 200 dặm một giờ. Không có kẻ thù trong tự nhiên cho đại bàng vàng. Hoạt động của con người là mối đe dọa duy nhất. Đây là loài chim có thị lực tuyệt vời. Chúng có thể nhận ra ngay cả những con mồi nhỏ từ độ cao lớn. Nó tận dụng tốc độ đáng kinh ngạc để bay xuống và móng vuốt sắc nhọn để gắp những con mồi trên mặt đất. Đại bàng vàng chủ yếu là ăn thỏ rừng, bò sát, động vật có vú nhỏ và cá.
5. Gấu Bắc Cực. Với chiều dài 2-3 mét và nặng lên tới 720 kg, những con gấu Bắc Cực là động vật ăn thịt trên cạn lớn nhất trên trái đất. Nó được tìm thấy ở đảo, núi băng trôi khổng lồ và nước biển ở khu vực Bắc Cực. Những con gấu Bắc to lớn không có kẻ thù ngoại trừ con người. Gấu Bắc Cực có bộ lông rất dày và đặc biệt, chống thấm nước và một lớp da dày của mỡ giúp cho cơ thể ấm áp. Nó giúp chúng sống sót trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở vùng Bắc Cực. Gấu Bắc Cực bơi rất tốt. Với sự hỗ trợ của bàn chân khỏe, nó có thể bơi 100 km trong vùng biển Bắc Cực. Trong thực tế, gấu Bắc Cực dành phần lớn thời gian cuộc đời trên biển. Và bạn hãy nhớ rằng, gấu Bắc Cực có thể cắt bạn ra từng mảnh với một cú vả từ bàn chân của chúng. 4. Sư tử. Với biệt danh là chúa tể đồng cỏ châu Phi, sư tử là một loài động vật săn mồi tuyệt vời nhất được tìm thấy trong thảo nguyên, đồng cỏ và rừng cây của châu Phi, phía Bắc Ấn Độ và các bộ phận phía Nam của châu Á, châu Âu. Sư tử là thành viên lớn thứ hai trong gia đình của họ mèo Felidae. Một con sư tử lớn có chiều dài từ 1,5 tới 2,5 mét và nặng tới 225 kg. Những con sư tử đực có bộ lông độc đáo màu nâu dày bao quanh đầu. Sư tử được cho là loài động vật săn mồi cơ hội. Chúng lén lút đi theo con mồi và sẽ vồ vập lấy con mồi gần chúng nhất mà chẳng đếm xỉa đến độ tuổi, giới tính hay tình trạng của con mồi. Sư tử thường chén thịt con mồi ngay sau khi tóm được và trung bình thì chúng tiêu thụ khoảng 5 đến 7 kg thịt mỗi ngày. Sư tử là loài động vật sống theo bầy đàn duy nhất trong nhóm Felidae. Nó sống trong một nhóm gọi là bầy. Trong một đàn sư tử có thể có khoảng 10 cho đến tận 45 thành viên. Phối hợp săn bắn là một đặc tính tuyệt vời của sư tử. Kỹ thuật này cho phép nó hợp sức để giết chết những con mồi to lớn như hươu cao cổ, trâu hay hà mã. 3. Cá mập trắng lớn. Trong hầu hết các sinh vật biển nguy hiểm nhất, hầu hết đều liên quan đến cá mập trắng lớn. Với chiều dài từ 4 đến 6 mét và nặng gần 2,6 tấn, những con cá mập trắng lớn cũng là những loài cá ăn thịt lớn nhất trên trái đất. Cá mập trắng lớn là động vật ăn thịt nguy hiểm trên bờ biển, có hơn 300 chiếc răng sắc nhọn, hình tam giác trên các hàng khác nhau trên miệng. Trong săn bắt con mồi, cá mập trắng lớn sử dụng cảm giác cấp tính về mùi để phát hiện con mồi. Nó cũng có một cơ quan đặc biệt để có thể phát hiện các trường hợp điện từ được tạo ra bởi các loài động vật. Với chiếc đuôi khỏe, cá mập trắng lớn có thể đạt tốc độ 15 dặm một giờ, hỗ trợ trong việc săn bắt con mồi. Chúng chủ yếu ăn hải cẩu, sư tử biển, rùa và cá voi có răng nhỏ. 2. Hổ. Với chiều dài khoảng 3,3 mét và nặng hơn 300 kg, con hổ là một trong những thành viên lớn nhất của gia đình mèo gọi Felidae. Hổ Benga, hổ Siberia, hổ Malajan, hổ Đông Dương, hổ Sumatra và hổ phía Nam Trung Quốc. Hổ chủ yếu sống trong rừng nhiệt đới, đồng cỏ và đầm lầy trên toàn châu Á. Thật không may, hổ Sumatra và Nam Trung Quốc đang trong bờ vực tuyệt chủng và 4 phân loài khác còn lại của hổ cũng đang bị đe dọa. Hổ sở hữu một cơ thể rất khỏe và một cái đuôi dài với một bộ lông tuyệt đẹp gồm nhiều các màu sắc khác nhau như cam, nâu, xám hoặc màu tuyết sọc đen. Hổ là động vật săn mồi mà không có kẻ thù trong tự nhiên trong môi trường sống. Chúng là loài săn mồi đơn độc và săn mồi chủ yếu vào ban đêm. Hổ có tầm nhìn ban đêm tuyệt vời và thức ăn của chúng bao gồm lợn rừng, hươu, nai, trâu, khỉ, thỏ rừng hay cá sấu. Và vị trí thứ nhất, cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ là thành viên lớn nhất của gia đình cá heo. Chúng có thể có chiều dài từ 7 đến 9 mét và nặng gần 5.500 kg. Cá voi sát thủ còn được gọi là cá kình và là một trong những loài động vật phân bố rộng rãi nhất trên thế giới. Chúng được tìm thấy tất cả trong các đại dương trên thế giới này. Cá voi sát thủ là một trong những loài động vật săn mồi nguy hiểm nhất trên trái đất. Chúng không có kẻ thù trong các đại dương và mối đe dọa lớn nhất chính là con người. Cá voi sát thủ được gọi như vậy
bởi vì động vật ăn thịt này săn bắt mạnh các sinh vật biển lớn như hải cẩu, cá heo, cá mập và thậm chí là cả cá voi khác. Cá voi sát thủ cực kỳ xã hội và sống trong các nhóm. Mỗi nhóm chứa đến tận 40 con cá voi. Chúng sản xuất tiếng ồn đặc biệt để giao tiếp với nhau. Bên cạnh đó thì cá voi sát thủ cũng là một trong những loài động vật có vú thông minh nhất trên trái đất. Mỗi nhóm cá voi sát thủ sử dụng một số loại tín hiệu đặc biệt của kỹ thuật và săn bắt. Điều thú vị là các kỹ thuật đó được truyền qua nhiều thế hệ. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá top 9 sát thủ săn mồi nguy hiểm và đáng sợ nhất trên thế giới. Bạn cảm thấy loài động vật nào nguy hiểm nhất? Hãy comment và để lại ý kiến cho admin biết nhé. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì hãy dành tặng một like cho Kính Lúp TV và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!